Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ ba là của anh Cường ở Nghệ An. Chào chương trình, thầy Tam Nguyên, chào thầy Tam Nguyên. Thầy cho tôi hỏi, tôi sinh năm 1956 Bính Thân. Tôi đặt giường quay theo hướng Bắc có được không thầy? Và nếu đặt như vậy thì đầu giường quay vào tường nhà vệ sinh, như vậy thì có phạm gì không? Vâng, cảm ơn anh ta. Cảm ơn chú Cường. Chú Cường ở Nghệ An, chú Cường Nghệ An hiện tại đang là một trong những khán độc giả thường xuyên theo dõi của Phong Thủy Thái Nguyên cũng như rất hay đặt đến câu hỏi đến với chương trình. Ngày hôm nay lại có cơ duyên lại được giải đáp câu hỏi của chú Cường. Thưa chú Cường, là chú đặt câu hỏi là chú sinh năm 1956 Bính Thân, hiện tại chú đang đặt giường theo hướng Bắc thì có được không, đúng không ạ? Và nếu như đặt như vậy thì đầu giường sẽ quay tường nhà vệ sinh thì có phạm gì không, đúng không? Xin trao đổi với chú Cường như sau. Cũng như các cô chú anh chị khác đang có cái câu hỏi thắc mắc tương tự rằng là tuổi tôi hay là tuổi thành viên gia đình tôi như thế này, tôi định quay đầu giường như thế này. Đấy, thì có nghĩa là giống như cái cách mà chúng ta vẫn tư duy ấy, đó là tuổi của mình thì đầu giường hợp hướng nào, hay tuổi của mình thì hướng ban đờ hợp hướng nào, hay tuổi của mình thì bếp hợp hướng nào. Đấy, thì thường xuyên các cô chú anh chị vẫn thường xuyên đặt những câu hỏi như vậy. Thì xét ở đây rằng là cái đầu giường ngủ thì nó là một trong những công năng tiểu cục ở trong ngôi nhà chúng ta, và cái việc mà đặt giường ngủ như thế nào thì về cơ bản nó không phải là theo cái yếu tố là tuổi của chú là 1956 Bính Thân hay là tuổi các thành viên gia đình nữa, nó không chỉ đơn giản căn cứ như thế. Cái việc mà xác định được cái vị trí đặt giường ngủ hay là cái vị trí đặt bếp hay là vị trí đặt ban thờ, người ta vẫn nói trong phong thủy nó nhất vị nhị hướng, quan trọng nhất là vị trí đắc lệnh đắc cách, và sau đó chúng ta mới xét đến cái yếu tố đó là hướng như thế nào, chứ không phải là tuổi chú 1956 Bính Thân rồi là có hợp hướng Bắc hay không. Chắc lại chú lại vẫn thường xuyên nghiên cứu về 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 kiến thức của bát trạch minh cảnh, rồi là thấy lại tôi đông tứ trạch tây tứ trạch, đúng không ạ, rồi xoay hướng Bắc này thì nó mới được diên niên sinh khí. Cái điều này trong phong thủy cao cấp, phong thủy nguyên cũng không có ứng dụng nữa, không có ứng dụng. Bởi vậy cho nên rằng là cái việc làm nào xác định được cái vị trí đầu giường ngủ của chú thì nó phải căn cứ theo cái công năng cách cục thực tế của gia đình chú, tức là cái yếu tố rằng là cái cách cục thực tế của cái phòng ngủ đấy nó tiếp giáp với các phòng xung quanh như thế nào, rồi là cái yếu tố về vị trí khí khẩu của cái cửa phòng ngủ đang trổ ở đâu, nhà của chú là hướng gì, thì mới có thể là tính toán được cái vị trí đầu giường ngủ của chú sao cho nó hợp lý. Và chúng ta cần phải tránh một số những cái sát trong loan đầu hay là trong lý khí theo phong thủy mà chúng ta cần phải tránh. Ví dụ theo loan đầu chúng ta biết là chúng ta tính theo cái vị trí mở cửa phòng ngủ thì tránh cái việc đầu giường ngủ nó nằm ngay trực tiếp ở chỗ cửa phòng ngủ mở ra, tức là mở ra thì luồng khí nó cắt ngang qua chỗ phần phần đầu chúng ta ấy, thì về đấy không có tốt, nó khiến cho sức khỏe ngủ nó hay đau đầu, đúng không ạ, và sức khỏe không tốt. Do đó là sức khỏe không tốt thì tài lộc sẽ bị giảm, do đó chúng ta cũng không nên kê giường theo như thế. Tiếp nữa với cái việc là chúng ta kê giường cũng tránh những cái yếu tố sát trong phong thủy, ví dụ như là tránh hoàng tiền hay tránh bát sát, thì nó sẽ giúp cho người ngủ trên cái giường đấy trở nên tốt hơn. À, hay là cái việc là đầu giường ngủ chúng ta không có cắm vào những cái vị trí ví dụ như là tường nhà vệ sinh hay là cắm vào bàn thờ, đúng không anh Tài? À, thế ở đây là câu hỏi chú được giải đáp luôn ở cái vế thứ hai, đó chú hỏi rằng là đặt giường đầu giường quay nhà vệ sinh thì có phạm gì không. À, theo yếu tố về khoa học thì chúng ta biết rằng là cũng không có phải là theo cái yếu tố là đầu giường quay vào nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nó có âm khí uế khí thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái đấy là điều về cơ bản chúng ta có thể nhìn thấy ngay, nếu nhà vệ sinh mà nằm trong phòng ngủ thì cái uế khí tạp khí của nhà vệ sinh nó thoát ra, nó ngưng tụ trong phòng ngủ đấy thì về cơ bản nó không tốt. Nhưng xét theo yếu tố khoa học thì chúng ta biết là 70% cơ thể chúng ta là nước, đặc biệt là bộ não chúng ta là gần như là nước. Do đó rằng là nếu như cái đầu giường chúng ta mà lại quay vào nhà vệ sinh thì trong nhà vệ sinh vốn dĩ là nơi ngũ hành thuộc thủy, trong đấy cái mạch nước ngầm gắn ở trong tường, đường ống dẫn nước ấy, nó thường xuyên di chuyển. Do đó rằng là kể cả buổi tối khi mà chúng ta đi ngủ rồi thì cái mạch nước bên trong ấy, nó vẫn có nước như thế, thì những ion về 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 những ion chứa trong những phần tử nước nó sẽ tác động hợp với lại những ion ở trong cái dòng nước trong nhà vệ sinh, và khiến cho cái việc đó là những ion nó tác động thì nó sẽ trở nên là nó di chuyển cũng như là nó hoạt động trong cả quá trình chúng ta ngủ luôn. Thì trong quá trình chúng ta ngủ là quá trình mà chúng ta nên tái tạo năng lượng, thì tất cả các cơ thể nó được nghỉ ngơi để mà tái tạo lại sức lao động, tái tạo năng lượng, mà trong đó cái đầu của chúng ta nó không được nghỉ ngơi, các ion nó cứ chạy loạn xạ trong đầu thì khiến cho việc giấc ngủ của chúng ta không tốt, khiến cho việc chúng ta hay bị mộng mị, hay bị mơ, và khiến cho việc buổi sáng dậy sức khỏe chúng ta không tốt, và dần dần nó ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe trực tiếp của bản thân mình, thì việc không tập trung năng lượng làm việc được, không có tập trung được cái yếu tố về tinh thần khí chất sẽ bị giảm sút. Bởi thế cho nên tài lộc nó cũng sẽ ảnh hưởng theo, do những quyết định chúng ta không chính xác chẳng hạn. Giải thích theo khoa học nó sẽ như thế, thì tránh cái việc là đầu giường chúng ta quay ở nhà vệ sinh. Do vậy rằng là về cơ bản ở đây không có cái mặt bằng công năng trực tiếp của nhà chú Cường, do đó cũng khó mà có thể là định hướng cho chú được cái hướng nào nó tốt được, không biết là cái vị trí cụ thể ra nào, thì chú có thể là liên hệ đến với đội ngũ trợ lý gửi cái mặt bằng công năng của nhà chú, bao gồm mặt bằng công năng của ngôi nhà, hướng nhà bao nhiêu độ, cũng như là năm sinh của chú lại trong cái thông tin đấy,
thì Phong Thủy Thanh Niên chúng cháu sẽ tư vấn chú cụ thể và xác định cái vị trí giường ngủ sao cho tốt nhất để tránh những yếu tố phạm sát cả về lý khí cả về loan đầu như thế. Câu hỏi này gửi đến chú Cường, xin cảm ơn chú đã theo dõi Phong Thủy Thanh Niên. Vâng, cảm ơn anh Đức Trung. Vâng, vừa rồi là anh Đức Trung cũng trả lời rất là chi tiết tới chú Cường. Thì khi mà chú Cường có theo dõi cũng như là tiếp nhận được cái thông tin như vậy thì chú cần cung cấp thêm những cái thông tin như là bản vẽ của gia đình chú gửi qua để các trợ lý bên Phong Thủy Thắng Nguyên sẽ hỗ trợ chú được kỹ hơn.